Bạn không xem thì cứ để cho người khác xem, mà đừng có xì bam như vậy. Mấy ông cứ vô đây mấy ông chửi lộn là sao nhỉ? Chả biết ngoài này có người theo không. Không có bắn ẩu nữa nha. Có sức mạnh chứ không phải có tất cả đâu. Để sức mạnh mà bắn ẩu rồi chết. Nhà chấm lỏng ta. Chúng ta sẽ có bây giờ trận cuối mà lấy cái hết đấu hay sao nha anh em. Nãy là 4k3, 4k328 rồi. Trận này full kill full sát thương là chắc chắn hơi lên. Chúng ta cùng chờ xem. Nói chung là yêu gan anh em đừng nên chắc chắn điều gì cả, vì mọi chuyện có thể đều lật ngược cho đến phút cuối. Wow, chúng ta vừa phát hiện ra đó là hai cái âm thanh cùng lúc anh em ạ. Nó lại ngon anh em ạ. Nó lại ngon. Tôi vừa phát hiện ra thêm một điều nữa là anh em, nhưng mà anh em có ổ M4 nâng cấp á thì anh em nên là bắn nòng đi. Bắn nòng nó rất là nhanh, nó không có phải như là giảm thanh. Mặc dù giảm thanh thì nó bắn chuẩn đó. Bắn ấy cái, nó không quá lớn, tiếng game nó không quá lớn. Rất là dễ chịu mà tôi cảm thấy là bắn nòng nó vẫn nhanh hơn. Anh em nha. Nó khẩu nào cũng vậy rồi. Cái nòng là nó không bị già kìm hãm bởi bất cứ một cái nhân tố nào tác động hết. Có nhiều là tốc độ đẩy hết luôn đấy. Nếu mà vào cho mình xem một like nha anh em ơi. Cảm ơn em rất là nhiều. Đeo gan này rất là cực nên là đem cho mình một like, một chia sẻ để mà lấy tương tác nha. Cho mình kênh mình nó tiếp cận với nhiều người hơn. Thì mình đi từ từ lực cánh sinh mình đi lên thôi chứ mình không nhờ ai cả. Nên rất là khó. Em biết tới mình thì cũng chủ yếu cũng nhờ những clip leo ganh với lại là những cái mùa leo ganh thách đấu của mình thôi. Lúc trước là mình leo ngoài top, ngoài ngoài net anh em ạ, lúc trước mình chơi ngoài net. Bây giờ thì đã sắm được cái dòng PC rồi nhưng mà vẫn còn rất là khó khăn. Rồi bây giờ là mình đang vậy như là cố gắng phấn đấu rồi này mà. Và trận đây là trận top 1. Ủa là trận cuối cùng để mà lên cái thách đấu 2 sao này. Rồi gan gan này cực kỳ ghét luôn em ạ. Rất là khó ăn. Thứ ba nè. Em đi leo anh em nhớ là đem máu nhiều hơn. Máu nhiều sẽ giúp cho anh em trụ bo lâu hơn. Có xu nào không? À có rồi. Leo ganh thì khẩu súng mà anh em đáng sử dụng nhất chính là khẩu M4 M1 Z nha anh em. Cực kỳ đáng xài luôn ấy. Có âm thanh chưa? Nè.
Chết tại dục cái đâu mất tiêu rồi. Mình đây thì á. Anh em mà không có chị kia thì anh em cũng có cứ sử dụng đi. Thì khẩu này rất là mạnh. Kiếm cái chỗ mà này, nãy giờ mới vứt cả khẩu ba cái phân á. Mình ném nó đâu mất tiêu rồi nhỉ? Căng thế nhỉ? Trận này hơi gắt nha anh em, trận này hơi gắt. Trên lầu rồi, trên kia coi. Lại tự nhiên đổi súng cái nó đi theo cái súng luôn anh em ạ. Rồi. Chỗ nào có cây 104, ủa cái cây ba cây phân là kiểu có nó đó. Chưa có, chưa có. Cái thế nhờ. Kiếm từ xem nào. Trời luôn. Lay quay là mất tiêu anh em ạ. Chắc chắn là không làm ngoài này rồi, bởi vì này nãy mình chưa loot. Sẽ kiếm lại cái khẩu coi. Nhớ là mình luôn giữ cái khẩu ở trong ấy mà ta. Thôi. Giờ cái này nó bị lỗi hay sao ấy? Ôi bị lỗi rồi nãy. Chả hiểu cái gì. Giờ nhầm cái khẩu không? Nhầm cái giảm thanh giờ có 4 mít rồi. Mình sẽ mua mua nòng bắn nha anh em. Khẩu súng bắn nhanh thì mình nên mua nòng, có nòng 30 chiều. Ủa trên này không có nòng. Ui trời ơi. Thâm thúy nhờ. Chạy luôn rồi, cứu luôn rồi. Máu này anh em có thể trụ mày bo bất kỳ lúc nào mà anh em muốn. Nhưng mà anh em muốn leo gank cao quá thì anh em phải núp nhiều hơn. Em đi công quá khó ăn lắm anh em à. Trừ khi anh em là một pro. Pro thì nhiều khi cũng chơi ha. Yếu tay lúc tay yếu. Anh em pro nhưng mà anh em không thể nào mà gánh tem mỗi thời mỗi tình huống được. Tránh giao tranh đầu là một cái gì đó nó rất là cần thiết. Mình phải kiếm chỗ nào đó mình mua cái dép ba này mà. Xu rất là nhiều luôn nha. Đảo quân sự 2.0 là một trong những cái đảo gọi là không bao giờ thiếu những cái gọi là đồng xu. Đảo quân sự thường thì còn thiếu thốn nhiều cái, nhưng mà đảo quân sự 2.0 thì lại khác nha. Bao cứu đồng đội mà không cần phải ra ngoài dùng mà hồi sinh luôn. Thậm chí là tem 4.
Bây giờ chỉ biết mở mày voi mà loot đồ xong rồi tí nữa vô vô mình kiếm sát thương thôi nè mà. Sợ nhiều khi ngoài này vẫn còn người ấy. Giờ là mấy thanh niên tăng bo ghê lắm này mà. Có thanh niên gặp keo giáp biển đây nữa. Là đập menu này luôn anh em à. Vô. Đây mà được em có hai máy để qua lấy luôn chưa? Còn 18 tên nữa thôi nha anh em. Mấy này nó không lút máu anh em à. Cho bạn em cứ bơm đi. Bơm nào hết thôi. Lấy bơm cho bạn em lấy máu thêm. Mình không làm được gì cho mình giỏi là cái tiêu thụ máu thôi anh em à. Có nhiều máu mình bắn cũng hết hết. Giờ chuẩn bị vô dò bò thôi. Ở chỗ này bắn nhau quá trời anh em. Bắn nhau quá trời. Đi. Có thằng nó chọi đánh giữa me rồi. Rồi nào vậy? Tôi lại dưới gốc cây anh em à. Những điểm như thế này không thể nào bị nó phát hiện mày bo nha anh em. Thôi mình rất là khó à. Lúc nào đang cũng phải có một cái xe đi chung em kia người kìa. Ừ. Nếu mà khi anh em bị bí á, thì em có thể lấy xe đó anh em chạy bo. Nhỏ làm gì ta? Hai thằng. Mình trả hai thằng nha. Như kia bắn lên luôn rồi. Vô nó mặc cái hai tem nha, trong nhà hai tem. Hình như không phải hai tem đâu. Nhọc nhọc. Không phải hai tem đâu đây mà, một tem. Hai tem, nếu mà hai tem thì không thể nào mà nó yên bình cho khi mà hai tem gặp nhau vậy được. Để xe đi nè. Chứ bóng độ hay màu chính vậy. Nói đó. Hay quá bạn ơi, mai về em đi xe hơi. Ui đậu xanh bị ta hạ luôn kìa. Có hạn chạy lên anh em mà. Anh ta đang cố gắng vớt giác. Mình vừa mới xua đuổi tôi trong cái sự giác giác bên ta rồi. Còn thằng nữa đó, tên lẻ.
Cứ nhà Mai Giang đi. Lúc này phải kỹ là xíu. Phải có đứa. Đeo chết chưa? Chết rồi. Nó lên kìa, nó lên kìa. Tiếng mỗi ba. Cái gì nha mà. Hai hạng nè, đi hết hả? Đi hết rồi. Thấy thách đấu lại like em mà. Cho mày lấy lớp 1 mà. Thách đấu 2 sao đây mà. Coi chừng với mấy đồ này nè. Đấy kìa kìa. Trên tháp, trên tháp. Kèo chúng tôi này. Thách đấu 2 sao anh em ơi. Quá căng anh em ạ. Anh gì mai có liêu không ạ? Có em ơi. Ngày nào mình cũng liêu cho nha anh em. Đấy 30 điểm. Cho ai hà leo ganh thôi anh em à. Nào là lên được top 1. Top 2 sao rồi.